khẽ nói yêu nhau mãi nhé. Đừng để chuyện tình mình chỉ là cơn gió thoáng qua. Từng ngày hôm nay đến mãi sau này em sẽ yêu hoài một hình bóng thôi. Sẽ mãi có nhau, từ nay đôi ta bên nhau đến mai sau. Dù cho mai đây xuân xanh có phai màu, mình còn yêu mãi. Dù mai sóng gió có đến với ta, người yêu em ơi, nếu có cách xa thì tình yêu kia dẫn lối đôi ta về đây. Gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau. Trước cầm tay mãi không
chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Oh, oh, hey. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Che che cho em bình yên, một người
giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi. Anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngọt bùi sắc chia. Hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời. Ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Mời toàn thể quý quan viên hai họ, chúng ta hãy đốt lên một tràng pháo tay tân năm nhiệt để cùng chúc phúc cho đất nước. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bên sở đây, cho phép chúng con được xin trân trọng gửi mít lại cho quý quan viên họ nhà gái đến phần giới thiệu từng thành viên trong gia đình. Ai tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin trân trọng giới thiệu để cho họ nhà trai được rõ đây là ông bà nội của cháu. Đây ông bà nội rồi. Cô dâu, cô dâu. Đừng đi lấy chị. Đây là coi như là cố của cháu. Còn đây xin giới thiệu, đây là bờ ngoài của cháu. Còn tôi là đại diện ngoài. Rồi, tiếp tục. Đây, người cùng hàng ở đây là bác ruột của cháu. Rồi, giới thiệu như thế. Từ đây là dì ruột của cháu. Cứ bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ ảm rồi. Có đây mới giới thiệu như ngoài. Bố tôi phải giới thiệu cháu. Rồi, là xin ngắn gò. Cho cảm ơn tay nè. Chào lại cho họ nhà trai. Từ đây họ nhà trai. Từ đây giới thiệu đến quý vị những người thân thuộc trong gia đình của cháu Ngô Tương Đình. Dạ, kính thưa quý vị, vì hoàn cảnh lang mang cho nên ba mẹ cháu định cắt tay ở đây là một vòng trái đất cùng hộ các cháu. Dạ, cùng hộ hộ. Dạ, dạ kia tiếp chúng tôi xin giới thiệu là hai là bác ruột của cháu Đình. Xin mời cậu quan ta chú, ta chú, xin mời chú Tào và mở Tào chúng ta giới thiệu cho chúng ta cho dân biết. Rồi cái gì chúng tôi xin mời giới thiệu người trong cầu băng. Băng tăng. Cũng được, cũng được, phải cùng băng luôn. Chú hết rồi. Đứng lên. Mời chú Bi, Diễm Bi đứng lên giới thiệu. Dạ. Rồi chứ nè, thông chứ nè. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu
O là người lớn nhất trong gia đình. Dạ, xin mời O Dược. À, xin mời tiếp theo là Hào Tì. Mình nói Tì đứng lên. Dạ, còn nhiều O ở Sài Gòn. Dạ, con được. Người thực hiện chương trình cũng xin được thay lời cho gia đình, thay lời cho đôi bạn trẻ, xin được gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc, lời chúc sức khỏe và cùng với đó là lời chào mừng đồng nhiệt nhất. Và kính thưa toàn thể quý vị kính mến, trong cái ai cũng muốn cây xanh, nuôi con ai cũng muốn con thành đứa đơn. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của những bậc làm cha làm mẹ khi thực sự nhìn thấy con cái của mình đã được khôn lớn, trưởng thành cho đến ngày thành ra lập thất. Quả thật ngày hôm nay đây, sự gắn kết của hai bên gia đình qua sự yêu thương của đôi uyên ương. Và ngay bây giờ đây trên sân khấu nhỏ này cho phép chúng tôi được tôn vinh công ơn sinh thành nhiệt dục của những đứa sinh thành. Và chúng tôi cầu xin trân trọng kính mời lên sân khấu trung tâm ngày hôm nay về phía đại diện của hai bên gia đình. Về phía đại diện của quý quan viên ở nhà gái, chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý ông bà Mai Văn Thành và Nguyễn Thị Tý là thân phụ mẫu cao quý của con dâu Mai Ngọc và từ đây cũng là thân phụ mẫu của chú rể Trường Đình cùng tiến hành lên sân khấu để ra mắt và chào đón toàn thể quý vị. Và xin mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay tận đồng nhiệt để chào đón đại diện của gia đình. Của quý quan viên ở nhà trai, nhưng mà vì lý do là thân phụ và thân mẫu của chú rể đang ở cách đây nửa vòng trái đất nên ngày hôm nay không có mặt để tham dự trong trời ngày lễ đính hôn của con mình. Và sự đại diện của quý quan viên họ nhà trai và thay mặt cho bố mẹ của chú rể thì ngay bây giờ đây cho phép chúng tôi được xin trân trọng chú kính mời chú thím là chú Hồ Tào và thím Lê Thị Lan đại diện cho thân phụ mẫu của chú rể cùng rất là lên sân khấu để ra mắt vợ của chồng toàn thể quý vị. Và xin mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay tận đồng nhiệt để chào đón. Và kính thưa toàn thể quý vị, phải nói rằng ngày hôm nay đây hai gia đình rất vui mừng khi nhìn thấy con cái của mình đã thật sự con lớn, trưởng thành và cũng chính tay họ định vợ gả chồng cho con. Mặc dù ngày hôm nay là ngày lễ đính hôn nhưng đây cũng là một bước và ngoặc bước vào dấu ngoặc của cuộc đời của đôi uyên ương. Quả thật là một niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình.
Và ngày hôm nay đây là niềm vui sướng nhất của đôi cơm, là họ đã chờ đợi trong mấy lâu nay. Ngày hôm nay cũng chính thức được sự cho phép của hai bên gia đình, cho phép họ được thực hiện ước mơ trầu cao. Và chúng tôi được không để cho quý vị phải chờ lâu. Xin mời toàn thể quý vị hãy hướng những ánh mắt thân thương, dịu dàng ngày nào của quý vị hướng về cổng hoa của hội trường để cùng chào đón đôi tân lang và tân gia nhân của gia đình chúng tôi. Và ngay bây giờ đây chúng ta xin trân trọng kính mời cô dâu Mai Ngọc cùng chú rể Trần Đình tay trong tay cùng tiến thẳng lên để đài hạnh phúc. Một tràng pháo tay tới đông nhiệt để chào đón. Ở đây trên đài hạnh phúc là một bức tranh tình yêu, tình bồ tử hết sức là thiêng liêng. Và ngày hôm nay đây, gia đình cũng như cô dâu chú rể đã đón nhận một tình cảm hết sức là thân thương và đồng ấm của tất cả quý vị, và sẵn tặng cho gia đình cũng như chúc phúc cho đôi cương trong ngày lễ đến hôn hôm nay. Và để đáp lại được chất tình này thì ngay bên sở đây, chúng tôi cũng mong rằng toàn thể quý vị hãy lắng đồng xây lát và cùng hướng về khu vực trung tâm tiệc cưới của gia đình chúng tôi để được lắng nghe đại diện của gia đình sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn gửi đến toàn thể quý vị. Và ngay bên sở đây, cho phép chúng tôi được xin trân trọng kính mời thân phụ của cô dâu sẽ có đôi lời gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ai hò và kính thưa bà con ở ngoài, hôm nay ngày lễ đính hôn của con tôi là Mai Ngọc và Phát Trường Đình. Giáo đệ từ chức trị của hai gia đình thì ngày đến ngày lễ đính hôn thì bà con ở ngoài để cả tham dự buổi tiệc đính hôn của cháu, thì gia đình tôi rất hạnh phúc, rất cảm ơn. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn, chào phó tay hết sức là làm việc của toàn thể quý vị đã dần tăng chấp nhận lời phát biểu tri ân của gia đình chúng tôi. Và ngày hôm nay thì phải nói rằng cô dâu chú rể của gia đình chúng tôi bắt đầu nhắc tay nhau bước vào gió ngọt của cuộc đời. Và thế gian người ta thường có câu nói như thế này: năm mét cao cũng là dâu nhà người. Và ngày hôm nay cũng đã chính thức là dâu là rể của hai bên gia đình. Thì ngay bên sảnh đây, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng mong rằng toàn thể quý quan viên hai họ cũng như bạn bè thân hữu hãy nâng cốc để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay và cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng trầu cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Xây giấc mơ tuyệt vời, năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Cho tim tôi đi vào một giấc, yêu em đưa đi đi con tim tôi à, cho lời chim đến núi bay, yêu em như ta yêu lần đầu, anh cũng yêu em dài lâu. Anh thương yêu
cháu. Có hai cháu. Ờ, xin cái hồi chưa là giặt bắp cỏ rồi không? Chưa xin hạt giặt trong. Mà có cháu hạt hai bài hay là không rồi nè? Vỗ tay đâu? Em chưa thấy tay trong tay ly chưa ly rồi đó nghe. Một, hai, ba, vô. Chúng tôi
Được lúc nào về, chúng tôi thành thật xin cảm ơn và lời lời cảm ơn đến gia đình quý vị. Một lần nữa, xin phép cho chúng tôi từ giờ cuộc vui hôm nay và hẹn lại ngồi lần sau. Kính thưa nội ngoại hai bên, hôm nay tôi xin thay mặt cho họ và gái. Trước hết, khi họ và gái đã về, chúng tôi không có gì hơn xin chúc họ và gái thường lộ bình an. Đó là một điều vinh dự cho gia đình họ và gái chúng tôi. Trong vấn đề tổ chức cũng làm ra sự tỉnh vội, sự thiếu sót. Vậy chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ và gái, mọi chuyện đều bỏ qua và chân thành cảm ơn. Ngập tràn năm mới đó bao niềm vui trong phơi phới, bà con sắm